Đấy, xôi nó bốc khói nó nè, ngon chưa? Anh chị em và các bạn nhìn thấy cái hạt nếp không? Nó rất là ngon luôn đó. Hạt nếp chín đều và không có bị nát. Ngon chưa? Anh chị em và các bạn nhìn thấy đĩa xôi của mình khuyên ngon chưa nè? Một cây xôi luôn. Chào anh chị em và các bạn, thành phần liều lượng cụ thể mình khuyên để bên dưới video nha. Đây là cái hành baro, còn gọi là cái tên là tỏi tây đó. Rồi mình có cà rốt, rồi có nấm, đây là nấm tươi. Mình không có nấm tươi, mình có nấm khô nè. Đây là nấm khô nè. Rồi ngoài ra có thể sử dụng hạt sen, còn nếu không thì có thể sử dụng đậu phộng, đậu xanh hay là bất cứ các loại đậu nào mình thích nha. Bây giờ cái hạt sen này mình sẽ kiểm tra xem người ta đã lấy những cái màu màu xanh ra chưa. Nếu mà ở trong đây nó còn cái màu xanh là nó đắng lắm đó. Đây nè, nó vẫn còn cái màu xanh nè, tức là cái nhân đó. Đây nè, cái này nè, nó đắng lắm. Giờ đó mình sẽ gỡ ra nha. Có chị nói là ăn cái này tốt lắm, nhưng mà mình khuyên thấy nó đắng không ăn được. Người ta nói cái nhân màu xanh này là mình ăn dễ ngủ đó. Rồi bây giờ mình khuyên sẽ rửa sạch cái này. Vì là mình nấu xôi cấp tốc, do đó mình không cần ngâm nếp và cũng như là mình làm liên tục. Mình khuyên cho vào đây 2 cup nước lạnh. Mình sẽ cho hạt sen vô mình nấu 250g. Và mình sẽ làm 2 món. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Đậy nắp lại nha. Bây giờ mình sẽ nấu ở đây khoảng 15 phút thì cái này nó chín. Mình khuyên uống sữa đặc có đường đó. Sau đó thì mình lấy cái lon lại. Thì 2 lon nó khoảng là 550g nếp. Đó, 550g đó. Sau khi mình bó sạch thì mình cho vào trong đây một chút xíu nước. Mình để ở đây trong lúc đó thì mình đi rửa cái nấm này. Đây là cái nước mà mình vo nếp xong đó. Cho vào trong đây khoảng 1 đến 2 muỗng canh muối trong 2 lít nước. Cho cái thớt này lên trên cái khăn để cho nó không có chảy cái thớt đó. Một củ cà rốt khoảng 70g. Mình sẽ cắt nhỏ nhỏ. Hôm trước mình khuyên có chia sẻ trong cái món xôi mặn, nhưng mà mình không quên nói là mình cắt bao nhiêu đó. Thì mình sẽ cắt 3mm vuông nha. Mình khuyên quên nói thì có một số bạn cắt 1cm vuông luôn, cho nên nó không có giống như dạng như là cải bắc thảo. Bởi vì hôm nay mình làm cái cà rốt này, nó là cái dạng cà rốt muối đó, để nó giống như là cải bắc thảo. Có thể sử dụng cái thớt to hơn để cắt nha. Nhưng mà tại vì ở nhà mình khuyên hay sử dụng cái thớt nhỏ để mình có thể mỗi cái tấm thớt mình cắt một loại rau đó. Ví dụ như cà rốt này, khi mình cắt một cái tấm thớt rồi thì nó sẽ có cái màu cam, nó nhuộm vàng cái thớt của mình. Do đó mình sẽ chỉ để cắt cà rốt thôi. Rồi tiếp theo mình để qua bên đây. Mình khuyên có 6 cái thớt. Rồi bây giờ mình cắt cái hành này là hành baro. Mình sẽ cắt cái đầu trắng này nè, để mình phi nha. Cái này để qua bên đây. Rồi mình sẽ cắt lát lát ra để mình làm dạng như hành phi đó. Ở đây mình có 2 cái lá bắp cải. Mình cũng sử dụng được cái củ cải trắng được luôn. Bây giờ mình khuyên cắt cái này ra cũng giống như cắt cà rốt nha. Và mình cũng cắt 3mm vuông luôn, cho hết cái tô nè. Cho vào đây 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối. Mình trộn cái này lại. Nấm sau khi mình khuyên rửa sạch rồi, mình đẩy cái này ra. Và cái này mình sẽ cắt như thế này. Cái này thì cắt như này. Nếu như mình thích nhỏ hơn cũng có thể cắt nhỏ hơn. Mình khuyên cắt như thế này thôi. Dày khoảng 2,5mm. Mình có thể làm nấm trắng nè, hoặc là cũng có thể làm nấm màu nâu như mình khuyên. Và cũng có thể làm nấm hào, nấm đùi gà. Nấm đùi gà thì mình sẽ làm dạng như là cái giống như là gà xé vậy đó. Không khác, mình sẽ làm xôi gà xé chay thì mình khuyên chia sẻ nha. Còn hôm nay mình làm xôi gà mặn thập hôm nay mình làm xôi mặn chay thập cẩm, do đó mình làm theo kiểu này. Và cái nồi ở bên kia là cái nồi hạt sen mình khuyên vẫn đang nấu.
Trước khi mà mình nấu thì thường thường mình phải nhớ lau cho khô cái chảo nè, để không là nó nổ dầu đó. Cho nhiều nhiều dầu ăn vô chảo đi, khỏi đông. Bởi vì cái này mình làm hành phi, mình cho nhiều một chút thì cái hành phi nó mới giòn. Cũng như những lần trước mình Khuyên chia sẻ các cách làm hành phi rồi đó, thì mình chờ cho dầu thật là nóng thì mình cho hành và phi nha. Khi dầu nóng mình sẽ cho vô nè, mình cho những cái lớn trước một chút, cái này mình cho sau. Đầu tiên mình sẽ mở lửa thật là lớn luôn, cho cái hơi nước ở đây nó bốc lên. Nó bốc lên nó làm cho cái hành này nó khô đi, thì lúc sau cái hành này mình phi nó mới giòn nha. Nếu mà mình để lửa nhỏ thì nó sẽ không có giòn đâu. Hoặc là mình cũng có một cách thêm là mình làm cho cái hành này nó bốc hơi nước trước. Đó là mình có thể là mình phơi, hoặc là mình có thể mình cho vào cái lò microwave á, là lò vi sóng á, microwave đó. Nhưng mà mình làm gấp thì mình làm như thế này. Sau khi mình nhìn vào trong đây, mình thấy nó gần vàng rồi. Mình sẽ cho cái hành nhỏ này vô luôn nha. Mình Khuyên muốn cho nó có nhiều kích cỡ đó. Còn nếu như mà mình muốn một kích cỡ thì mình cho ngay từ đầu mình phi luôn. Bây giờ cái này nó gần vàng rồi, mình sẽ tắt lửa nha. Mình Khuyên đảo lại rồi cho ra ngoài cái rây. Mình được cái hành phi vừa nâu nâu vừa xanh xanh cho nó đẹp. Và mình sẽ để cho nó ráo dầu. Sau khi nó ráo dầu thì nó mới nguội. Sau khi nó ráo dầu thì nó mới giòn nha. Nó nguội thì nó mới giòn. Đây là mình Khuyên có được hành Baro phi. Nó giống như cái hành phi của mình á, và nó cũng giòn lắm luôn, nhưng mà nó nguội thì nó mới giòn. Giờ thì kiểm tra cái này xem nó chín chưa. Mình thử bằng cách là mình lấy một cái hạt đậu ra, mình chờ cho nó nguội rồi mình bấm nha, coi nó mềm chưa, hoặc là mình có thể ăn thử. Bây giờ nó mềm rồi, mềm như thế này thì được rồi, khoảng 10 phút luộc đó. Mình Khuyên đổ cái này ra nha. Bây giờ quay qua bên đây, nét của mình lúc nãy đến bây giờ mình Khuyên vẫn ngâm ở đây, và nãy giờ là cũng khoảng 15 phút rồi. Mình cho toàn bộ cái nếp này vô trong cái chảo. Cái chảo mình vừa xào xong nè, mình cho vô luôn. Mình sẽ cho vào đây một cốc nước. Nếu như mà mình thích ăn nước dừa thì mình nên cho nước dừa. Mình cũng đong vào trong đây một cốc giống như mình Khuyên. Còn nếu như mà mình không thích ăn nước dừa thì mình cho một cốc nước vào. Một cốc nước nó có nghĩa là nó khoảng là từ 240 đến 250 ml. Bây giờ mình sẽ cho vào đây khoảng 1/4 muỗng cà phê muối thôi. Mình cho ít, bởi vì một chút xíu nữa cái nhân của mình nam, do đó mình không nên cho nhiều, nó sẽ bị mặn. À, nhìn vào trong đây, mình thấy cái nếp nè, nó hơi xăm xắp. Mình Khuyên nói như thế này bởi vì là có khi mình, lúc mà mình vớt cái nếp ra đó, mình vớt không có khô, chú ý là nước hơi xăm xắp thôi nha. Hơi xăm xắp thôi, đừng có nhiều, nhiều quá một hồi nó nhão nếp đó. Hôm trước mình Khuyên chia sẻ là với cái lò vi sóng, nhưng mà một số chị, một số bạn không có. Thì hôm nay mình Khuyên chia sẻ là mình sẽ sử dụng luôn cái chảo này và bật bếp lên mình nấu nha. Và chỉ cần 2 phút thì cái nồi này nó sôi, bởi vì mình Khuyên sử dụng bếp từ cho nên nó nhanh lắm. Rất là nhanh sôi luôn đó. Mình sẽ đảo sơ qua. À, mình không có đảo nhiều nha. Bởi vì nếu như mình đảo nhiều đó thì cái hạt nếp này nó bị vỡ ra đó, nó bị nát ra, thì lúc mình hấp lên cái xôi của mình nó không ngon. Do vậy mà nếu như mà mình có cái lò microwave đó, microwave hay là lò vi sóng thì mình cho vô thì nó tốt hơn. Bây giờ mình sẽ hạ bớt lửa nè, đảo nhẹ thôi. Chủ yếu là mình làm cái này, cái bước này để cho nó hút cái nước vô, thì thay vì mình ngâm. Nếu mà mình ngâm thì nó mất hết những cái vitamin đó. Mình ngâm mấy tiếng luôn nó mất vitamin. Do đó đây là cái cách mà mình Khuyên luôn nấu để mình bảo toàn cái vitamin trong cái gạo này. Vitamin B1, B5. Nhìn vào trong đây, đây nó hút hết rồi nè. Khi mà nó vừa hút hết như thế này là thì mình tắt bếp. Nó giống như là hôm trước mình Khuyên chia sẻ là thay vì mình bỏ vô lò vi sóng đó, microwave, thì mình nấu ở này cho nó hút hết nước vô. Đây, bây giờ nó hút hết nước rồi. Và cái hạt nếp nó nguyên vẹn, nó không có bị nát. Còn nếu như mà mình nấu ở trong cái nồi cơm điện của mình đó, thì nó là cái cơm nếp chứ nó không có phải là xôi. Bởi vì xôi thì phải đồ trong cái chõ xôi thì mới ra xôi.
Rồi bây giờ thì mình khuyên sẽ chuyển nó vô trong cái đồ chảo hấp xôi nha. Cũng như hôm trước, do là cái chảo hấp xôi của mình khuyên cái này nè, nó to quá. Nếu như mà mình để thì nó lọt cái hạt nếp xuống, do đó mình khuyên sẽ sử dụng lá chuối. Hoặc là nếu như mình không có lá chuối, mình có thể sử dụng cái giấy gọi là giấy nướng bánh đó. Đó, mình khuyên xé xé tơi tơi ra, hơi hơi ra nhìn nè, để cho một chút cái hơi nước nó lên. Đây, cái hạt nếp bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn. Mình khuyên luôn nói cái hạt nếp nó nguyên vẹn, bởi vì xôi mà nó cái hạt nếp nó bị trầy trầy ra đó, nó người miền Nam mình gọi hay gọi là đổ lông á, thì nó không có ngon nữa. Ngay cả mình nấu cơm đó, nếu mà cái hạt cơm mà nó bị đổ lông cũng không còn ngon nữa. Hôm trước mình khuyên làm xôi vò thì mình khuyên không dùng lá chuối mà phải dùng cái tấm vải, bởi vì cái lý do là cái xôi vò đó nó khó hơn một chút, là nếu như mà mình chỉ cần nó hấp hơi vô đó, hấp hơi nước vô là nó sẽ bị nhão. Thì khi mà nó bị nhão mình phải cho nhiều đậu xanh, mà xôi vò cho nhiều đậu xanh thì không có còn ngon. Rồi bây giờ mình sẽ can đều, rồi đẩy cái dùng cái đũa nè, mình đẩy 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 như thế này cho nó có chỗ trống đó, một chút nữa nó dễ chín. Đây là mình khuyên đang hấp một cái lớp mỏng, còn nếu như mà mình hấp dày á, mình hấp nhiều hơn á, thì mình sẽ làm cho nó có cái lỗ nhiều hơn, ví dụ như chẳng hạn như vậy nè cũng được, cho nó hơi nó dễ lên. Sau đó thì mình sẽ cho cái hạt sen vô, tùy thích mình cho bao nhiêu cũng được, hôm nay mình sẽ cho một nửa thôi, có nghĩa là khoảng 150g hạt sen. Vì là hạt sen nó đã chín rồi, do đó mình chỉ cần mình để lên như thế này thôi. Trong hấp xôi luôn luôn mình nhớ là nước phải sôi ngùn ngục để nó đủ hơi, và nước sẽ là nửa nồi trở lên. Và khi mà mình cho nước nửa nồi, tránh để cho cái nước nó sụt lên trên nếp đó, thì mình sẽ cho hấp ở tầng 2. Còn nếu như mà mình có cái nồi hấp nó cao thì mình sẽ cho tầng 1 cũng được luôn, tức là cái nồi chứa nước ở dưới đó nó nên cao lên, để cái khay nó nằm ở trên thì nó sẽ không bị sụt nước lên. Rồi bây giờ mình khuyên để ở đây và hấp nha. Đây là cái dầu lúc nãy nè, mình vừa phi cái hành varo xong đó, chờ cho hơi ấm ấm thì mình cho cái này vô. Mình đừng phi nhiều quá chút nó vàng nó hết ngon. Tắt lửa đi, để cho cái hành phi nó ngon. Mình khuyên cho vào đây một chút xíu xíu luôn muối, hoặc là cái gia vị đó, cái bột nêm đó. Cho hành ra chén nha. Mình chừa một chút xíu ở trong chảo để mình xào cái nấm. Cho một muỗng canh dầu ăn vô, vẫn là cái dầu hành lúc nãy, và cho nấm vô xào. Mình sẽ mở lửa thật là lớn, mình xào cho cái nấm nó chín. Hôm nay mình khuyên làm 200g nấm, tùy thích mình có thể làm nhiều hoặc là ít nha. Nấm này mình xào nó cũng nhanh chín lắm, cái đó mình sẽ nêm vào luôn 1/4 teaspoon cái hạt nêm. Đây là hạt nêm chay đó, hạ lửa xuống để nó cháy. 1/2 teaspoon nước tương, tức là nó hơn nửa muỗng cà phê nha, nước tương đó. Mình xào cho nó lên màu, nó thơm mà nó đẹp mà nó lại ngon nữa. 1/2 muỗng cà phê đường hoặc là 1/3 teaspoon đường nha. Bây giờ mình khuyên xào lên cho cái này nó trong. Khi mình nhìn mình thấy nấm nó trong là nó chín, để cho nấm nó không ra nước đó, mình sẽ xào lửa thật là lớn luôn. Và mình nhớ là mình sẽ đảo đến khi cho cái nấm này nó khô ráo như mình khuyên đảo nè. Mở lửa lớn đi cho nó khô thật là khô, bởi vì nếu nó không khô một chút mình cho vô xôi đó thì xôi của mình nó sẽ bị nhão đó. Rồi bây giờ mình khuyên đã đảo chín và nó khô luôn rồi, mình cho vô trong xôi luôn. Quay vào bên đây, quay lại nồi xôi của mình, xôi chín dẻo rồi nè. Mình chỉ cần hấp 10 phút là nó chín rồi đó. Mình dùng cái cây cọ silicon mình quét hết xuống để mình đẩy hết vào. Mình cho vào một phía thôi. Rồi mình còn màu nữa, chưa có xong đâu. Mình sẽ còn cà rốt nữa. Đây là cái bắp cải và cà rốt nè, lúc nãy, bây giờ nó ra nước ở đây. Mình khuyên sẽ đi vắt cho nó thật là ráo nha. Mình dùng một cái miếng vải đó, mình vắt. Sau khi cái này mình vắt thật là ráo, mình khuyên nói vắt ráo có nghĩa là mình cố gắng mình vắt cho nó khô đó. Cho một cái chảo lên, mình cho một chút xíu thôi, khoảng 1 muỗng cà phê dầu ăn.
mình sẽ cho cái này vô nha. Và mình sẽ làm cho cái này nó khô đi. Bởi vì lúc nãy mình đã có nêm ở trong đây rồi, cho đó mình không cần nêm. Mình nhớ là mình sẽ đảo cái này đến khi nó thật là khô luôn nha. Rồi khô rồi, bây giờ sẽ cho vô trong xôi. Và cho cái này vô nữa là mình gần xong rồi. Mình có thể cho trên cái mặt xôi hoặc là cũng có thể cho vào một góc cũng được. Khi mình cho vô mình thấy nó, cái này nó rời rời đó nè. Bây giờ mình cho hành phi vô. Mình có thể cho một góc cũng được hoặc là mình cho ở trên. Và cuối cùng thì mình sẽ cho cái mỡ hành này vô nè. Cho một góc luôn. Hoặc cũng có thể chét lên trên đây. Bây giờ mình khuyên đã xong rồi, nồi xôi. Đây là xôi mặn chay. Và bây giờ thì nếu như anh chị em và các bạn nhìn thấy xôi này mình thích thì mình có thể vào bếp và cùng làm nha. Mình khuyên chúc cho anh chị em và các bạn làm ra ngon và ăn ngon. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Mình có thể cho tương ớt lên luôn nha. Đó, ngon chứ? Rất là ngon luôn.